À, giờ chưa nè, ông đang đứng lòng, ông không nè. Ông nào, không chưa? Anh họ sẽ có chân. Đó, quan trọng là phải có gì nữa. Nè, không có chân không đẩy nè, chỗ chân không đẩy. Tại có chân. Đâu đau rồi đúng không? Đúng không? Ừ. Giờ nó có tiếng mà không đau đâu, giống như nó thiệt. Ok, hello anh em, thì hôm nay mình sẽ làm thử thách đá bụng và tổng hợp hai thử thách luôn nha. Đó là đá bụng và tát với bụng. Ok, thì bạn này sẽ thực hành nha, mình là sẽ chịu đòn ha. Ok. Anh. Ok. Rồi Khan qua giùm anh Khan. Dạ. Lỡ chúng là cái gì này? Ok, thử nha. Đá bụng trước nha, đá bụng trước nha. Còn cái góc đó thôi. Bụng mà thôn. Thôn. Okay. Thử chậm chậm nữa là chậm. Thử mình kháng cũng quay luôn. Anh đừng có lùi để em đá. Ok, ổn rồi nha. Giờ bắt đầu thực hiện 5 cái nha. Dưới nha. Ủa thấy họ không? Thấy họ chụp vô thấy à? Thấy anh. Đừng hòa để rung. Ok, ba cái đi. Ok, thì 5 cái đó bụng rồi. Giờ tới tát vô bụng nha. Rồi nhờ hòa đi, hòa tát cái bụng nha. Em đi. Đừng. Mà đỏ bụng anh em. Thôi quay ngay rồi. Tát ngang á. Ok. Ok. Ok đẹp. Đừng thấy không? Mày phải nhắc nữa. Ok. Ok, thì đã thực hiện xong thử thách này. Ôi, cảm... má đá hết hùng rồi. Má chơi ngu quá, mấy anh em trên YouTube thử thách nó ác quá đi. Nào thì chơi ăn lá ngón, nào thì đủ á. Nào thì đủ lấy keo dán sắt dán lên bụng nữa. Rồi kêu uống một lít nước rồi tắm bụng đó. Trời ơi luôn. Cạo lông nách nữa. Ừ, má dán keo rồi dán sắt lên nách rồi quá, cạo đi. Trời ơi, ác quá. Ok, thì nói chung là làm xong thử thách này rồi nha. Rồi anh em nào còn thử thách nữa mà nhẹ nhẹ thì comment vô. Còn nặng quá thì mình không chơi nha. Ok, bye bye anh em.